Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt. Bất Động Sản Nhà Tốt là kênh chuyên giới thiệu tới toàn thể mọi người về những dự án đất thổ cư, nhà ở liền kề, nhà dân gửi bán, nhà của các chủ đầu tư gửi bán và các căn hộ dịch vụ của các chủ đầu tư gửi bán. Thì hôm nay em Ánh xin phép gửi tới mọi người cái dự án lô nhà 8 căn, vị trí là thuộc Hà Trì 1, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với cái 8 căn này thì có cái giá chào bán chỉ từ 2 tỷ 550 triệu đồng thôi và được thiết kế xây dựng từ 4 tầng trở lên mọi người nhé. Tất cả dự án 8 căn này đều đã có đầy đủ sổ đỏ, chính chủ, giấy tờ pháp lý hợp lệ, giấy phép xây dựng cũng như là có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Vị trí của những cái căn nhà này thì rất là gần trung tâm của quận Hà Đông, rất là gần, ví dụ như từ cái vị trí nhà này ra tới ngã năm Hà Trì nó cách nó khoảng tầm 150m, cách chợ Hà Đông khoảng tầm 500m và cách bệnh viện 103, cách viện Ca Tân Triều nó rơi vào phạm vi bán kính 1,5 km đổ lại thôi. Quanh cái vị trí của căn nhà này thì rất đầy đủ tiện ích về chợ, trường, phường, trạm, đầy đủ trường mầm non cấp 1, cấp 2, tiểu học và đặc biệt là rất là gần trường trung học phổ thông Lê Lợi, trường chuyên của quận Hà Đông mọi người nhé. Sau đây xin mời mọi người hướng vào cái phía căn nhà em chuẩn bị giới thiệu đây, có cái giá chào bán 2 tỷ 550 triệu, diện tích là 30m², xây dựng và thiết kế là 4,5 tầng. Và hướng nhà là hướng đông bắc mọi người nhé. Ngõ trước nhà, cái ngõ trước của cái vị trí căn này này thì là 2m, nhưng mà tổng thể ngõ chính từ đi vào đây thì nó sẽ rơi vào có khoảng ngõ từ 3m đến 3,5m cơ. Đó, đây là phía căn trong cùng mọi người nhé. Đây, đây chính là phía căn trong cùng của ngôi nhà này. Với cái căn trong cùng này thì cũng có một cái rất là tiện ích, sau này mọi người có thể để xe cộ vào sát phía nhà mình mà không ảnh hưởng gì đến nhà bên cạnh. Đó, xin mời mọi người quan sát phía mặt tiền của ngôi nhà giúp em. Mặt tiền của ngôi nhà thì đều được ốp gạch 60-60 đầy đủ hết rồi. Đấy, toàn bộ mặt tiền của ngôi nhà đến tận vào trong phía này đều đã được ốp gạch đầy đủ rồi mọi người nhé. Ở phía mặt tiền của ngôi nhà này thì là gồm một cửa chính và một cửa sổ phụ. Cửa chính của ngôi nhà được thiết kế là hai lớp, lớp ngoài là sắt sơn tĩnh điện. Đấy, rất là chắc chắn. Và lớp bên trong là cửa nhôm Việt Pháp. Cửa sổ phụ cũng vậy, cửa sổ phụ cũng được thiết kế hai lớp, lớp ngoài là cửa nhôm kính và phía bên trong là cửa và phía bên trong là sắt sơn tĩnh điện, đảm bảo độ an toàn cũng như thẩm mỹ cho ngôi nhà. Mời mọi người hướng vào phía bên trong của ngôi nhà cùng em với cái diện tích 30m² thì được thiết kế như thế nào nhé. Đây chính là phía phòng khách của ngôi nhà mọi người ạ. Thực ra để mà nói mọi người có thể tinh ý một chút thì nhìn qua em quay cái nhà này nó sẽ hơi bị chéo một chút. Nhưng mà cũng không sao cả, bởi vì trên cái thửa đất nó được hình thành lên như thế rồi nên là không có cách nào khác. Đó, diện tích là 30m. Đây, đây chính là phần phòng khách của ngôi nhà. Toàn bộ hệ thống trần thạch cao, thiết bị vệ sinh, điện, nước đều được hoàn thiện xong hết rồi. Với cái ngôi nhà này được hoàn thiện 100% mọi người, chỉ việc xách vali về và ở thôi. Xin mời mọi người hướng vào phía căn phòng bếp của ngôi nhà cùng em. Đó, với diện tích 30m thôi nhưng mà cái căn phòng bếp này cũng khá là rộng mọi người ạ. Đây, đây chính là phía tủ bếp của ngôi nhà, đều được thiết kế và trang trí là màu trắng, gam màu trắng rất là sáng, trẻ trung, năng động. Đấy, và xung quanh bếp thì được ốp gạch 30-60 trang trí cũng là màu trắng kèm hoa văn mọi người nhé. Tất cả đều làm bằng gỗ thịt và sơn màu trắng mọi người ạ. Đây đầy đủ về vòi chậu cũng như là vòi nước, chậu rửa bát. Hệ thống nước sạch quận Hà Đông cũng như là điện mọi người nhé, đều được lắp đặt đầy đủ rồi. Tầng 1 của nhà này là có một nhà vệ sinh phụ, đầy đủ vòi, vòi rửa cũng như là bồn cầu, vòi xịt và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên phía tầng 5 của ngôi nhà mọi người nhé. Sau đây xin mời mọi người hướng lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà cùng em. Xin mời mọi người hướng lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà cùng em nhé. Đó, toàn bộ cái hướng đi lên cầu thang đều có điện bật ở phía cầu thang mọi người ạ.
Đấy, đây chính là phía phòng ngủ ở trên tầng 2 của ngôi nhà. Với cái diện tích phòng ngủ này thì nó rơi khoảng tầm 16 mét mọi người nhá. Em ướm chừng thôi, nó sẽ không thể nào mà 100% được. Em sẽ ướm chừng cho những ai mà tưởng tượng thôi. Và có hai cửa sổ hướng ra phía bên ngoài. Ống chờ điều hòa, dây chờ điều hòa và áp điều hòa đây mọi người ơi. Trên tầng 2 cũng vậy, hệ thống điện, trần thạch cao đều được lắp đặt đầy đủ xong hết rồi. Cửa thông phòng được làm bằng cửa gỗ lim Nam Phi. Đây ạ. Phía ngoài ở phía tầng 2 này có một nhà vệ sinh. Đây mọi người nhá. Nhà vệ sinh đây, đầy đủ hệ thống sen cây, bồn cầu liền khối, vòi xịt, hệ thống gương, lavabo, đầy đủ công năng cho từng tầng. Xin mời mọi người hướng lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà cùng em. Với cái thiết kế mỗi tầng một phòng thì tầng 2, tầng 3, tầng 4 đều được thiết kế tương tự như nhau. Đó. Đều được thiết kế tương tự mọi người nhé. Các phòng ngủ được thiết kế giống nhau. Đó. Và các phòng ngủ cũng đều được lắp đặt chờ áp chờ điều hòa, ống chờ điều hòa và dây. Thiết kế tương tự nhau mọi người nhé. Đấy. Với cái diện tích mỗi tầng một phòng thì rất là rộng. Tầng 3 cũng vậy mọi người ạ. Tầng 3 cũng một nhà vệ sinh tương tự, thiết kế tương tự như tầng 2. Đầy đủ hết những cái cần thiết cho một hộ gia đình sử dụng trong một cái khuôn viên nhà vệ sinh. Thiết bị vệ sinh, bồn cầu, lavabo. Mời mọi người hướng lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà cùng em. Cái căn nhà này đặc biệt là có một cái cửa sổ ở các phía cầu thang. Vừa nãy em quên không giới thiệu cho mọi người, từ phía tầng 2, tầng 3 và tầng 4, tầng 5 đều có cái cửa sổ mở ra phía cầu thang ở đây này. Rất là thoáng mọi người nhé. Đây chính là phía tầng 4 của ngôi nhà. Như vậy là ngôi nhà này cũng gồm 3 phòng ngủ mọi người ạ. Với cái diện tích 30 mét vuông thôi nhưng mà cũng được thiết kế mỗi tầng một phòng ngủ. Tổng vị trí là 3 phòng ngủ, 3 phòng vệ sinh, 4 phòng vệ sinh mọi người ạ. Từ tầng 1 lên tới tầng 4 là 4 phòng vệ sinh. Đây, nhà vệ sinh thứ 4 của ngôi nhà đây. Rất là đầy đủ phải không ạ? Căn nhà thì lại rất là gần trung tâm, tiện lợi cho việc đi lại sinh hoạt hàng ngày. Nếu như mà tính từ vị trí căn nhà này mà lên tới ngã tư Sở thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 7 cây thôi mọi người ạ. Tiếp theo xin mời mọi người lên trên phía tầng cuối cùng của ngôi nhà cùng em. Mời mọi người lên trên phía tầng cuối cùng của ngôi nhà cùng em. Trên này được thiết kế là sân phơi. Đây là phần để máy giặt mọi người nhé. Đó. Và phía phòng thờ ở bên trong. Trong đây mọi người ạ. Đây chính là phía sân phơi đây ạ. Toàn bộ sân phơi của ngôi nhà. Đó mọi người thấy không? Xung quanh của cái căn nhà này rất là nhiều nhà cao tầng, nhiều tòa chung cư. Rất là thoáng. Đó. Và giá của cái căn nhà này thì chỉ 2.550.000.000 thôi. Em xin nhắc lại mọi người nhé. 30 m², xây dựng là 4.5 tầng. Và giá chào bán 2.550.000.000. Có thương lượng, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng và đầy đủ sổ đỏ, bao toàn bộ phí thuế sang tên sổ với khách hàng mua nhé. Xin em mọi người xem video của em, nếu như thấy hay thì bấm vào like kênh cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ em nhé. Và đặc biệt là nhớ bấm vào chuông để có thể là người đầu tiên xem được những cái video bất động sản tiếp theo của em. Xin chào và hẹn gặp lại.